Thưa quý vị, cách đây hơn 40 năm, mỹ nghệ sò ốc là nghề ăn nên làm ra tại thành phố Vũng Tàu. Qua chiều tác động chủ quan lẫn khách quan với hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm sò ốc dần mai một. Rất nhiều khó khăn trong việc giữ nghề, nhưng với tâm huyết níu giữ nghề truyền thống, sản phẩm có ý nghĩa với du lịch phố biển Vũng Tàu, mà ở thành phố Vũng Tàu có một gia đình vẫn miệt mài tìm cách phát huy nghề truyền thống. Bằng cách nào để giữ gìn và phát huy? Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện Ai thế nào vì sao hôm nay. Để có những sản phẩm mỹ nghệ như thế này đòi hỏi rất dày công. Vỏ sò, vỏ ốc đưa về được tẩy rửa, khử mùi, rồi mài rũa, đánh bóng, chế tác. Nhưng đó vẫn chưa phải là khâu khó nhất. Việc tạo hình để cho sản phẩm kết nối từ các vỏ sò, vỏ ốc mới thật sự kỳ công. Thưa ông thầy tôi là ông Nguyễn Quang Hải. Từ xưa tới giờ ổng cũng biết bao nhiêu đệ tử, nhưng mà chỉ được có mình một mình tôi là truyền nói ngài ổng mà thôi. Cơ sở mỹ nghệ sò ốc Thanh Thềm, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu có thể duy trì đến ngày hôm nay, phần lớn từ tâm huyết giữ nghề và sự nỗ lực sáng tạo không ngơi nghỉ. Hiện cơ sở Thanh Thềm có khoảng 200 mẫu sản phẩm mỹ nghệ sò ốc để làm quà lưu niệm cho du lịch biển. Dạ, con thấy nó là đẹp và nó kiểu là tinh xảo. Con thích cầm cái huyền này và con mong bố mẹ sẽ mua con một cái huyền, mua cái huyền này để con làm quà lưu niệm ạ. Cửa hàng trưng bày sản phẩm mỹ nghệ sò ốc của cơ sở Thanh Thềm tại số 2 Nguyễn Bình Khiêm, thành phố Vũng Tàu còn kết hợp cùng việc kinh doanh cà phê để giảm chi phí thuê mặt bằng. Cơ sở này cũng đang hướng đến việc kết hợp giữa bán quà lưu niệm và giúp du khách trải nghiệm chế tác sản phẩm mỹ nghệ sò ốc. Mong muốn lớn nhất của mình là lãnh đạo thành phố sẽ bố trí được một cái nơi để mình có đủ rộng để mình có thể là trưng bày tất cả những cái sản phẩm, và sẽ có những cái thợ thủ công ngồi ở đó làm và hướng dẫn các du khách khi mà họ tới tham quan đó cùng thực hiện những cái sản phẩm, những cái món quà mà tự tay họ làm để họ có thể đem về để làm quà tặng cho người thân của họ hay trang trí trong nhà của họ. Thực sự rất ý nghĩa. Mình rất là mong được gặp gỡ và trao đổi với lại những người nghệ nhân đã làm ra những cái sản phẩm này để mà nghe người làm có thể là giúp cho mình hiểu hơn những cái hồn ở trong những cái tác phẩm này. Năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận nghề sò ốc mỹ nghệ phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu là nghề truyền thống. Đây là một trong những cú hích quan trọng để nghề sò ốc mỹ nghệ Vũng Tàu tiếp tục giữ lửa và duy trì nghề truyền thống.